Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với Top Car VN. Trước mắt quý anh chị các bạn là chiếc xe MGR X5, một dòng xe crossover cỡ C gầm cao 5 chỗ ngồi giá cực rẻ của bên nhà MG mà trong video ngày hôm nay. Thời điểm ngày mùng 7 tháng 4 năm 2024, Top Car VN sẽ cập nhật đến với quý anh chị các bạn chính sách giảm giá cực mạnh dành cho từng phiên bản của MGR X5, những ưu đãi về quà tặng phụ kiện và mức giá lăn bánh dành đến với những anh chị, những khách hàng nào đã và đang quan tâm theo dõi để ý về cái chiếc xe này. Một chiếc xe gầm cao 5 chỗ ngồi rộng rãi thoải mái tương tự như Mazda CX-5, tương tự như Hyundai Tucson, nhưng tầm tiền tầm giá của MGR X5 thì thấp hơn rất nhiều quý chị các bạn nhé. Một cái chiếc xe mà hiện tại thì đang có hai sự lựa chọn. Một là MGR X5 phiên bản STD, hay còn gọi là bản tiêu chuẩn đi cho nó dễ hình dung. Thứ hai là MGR X5 phiên bản Luxury. Cả hai phiên bản này nó đều là số tự động, đều là sử dụng máy 1.5 turbo. Và MGR X5 sử dụng hộp số ly hợp kép 7 cấp số. Nó là hộp số ly hợp kép ướt anh chị nhá, mang lại cái khả năng tản nhiệt là tốt hơn. Ngoài ra cái việc chuyển số của nó sẽ rất là mượt mà về êm ái. Một cái chiếc xe mà tại thời điểm này cả hai phiên bản, mỗi phiên bản đâu đó giảm giá lên tới 150 triệu đồng, lại còn có những cái chương trình khuyến mại về quà tặng phụ kiện nữa. Sau khi trừ khuyến mại giảm giá, giá của nó còn rẻ hơn cả những chiếc xe bản thiếu ở phân khúc cỡ B luôn quý chị các bạn ạ. Vậy thì cụ thể từng phiên bản của MGR X5 này như thế nào, mình xin phép cập nhật nhanh luôn để anh chị chúng ta nắm được và cân đối tài chính xem là có đáng để qua xem xe lái thử trải nghiệm thực tế hay không. Đầu tiên là MGR X5 phiên bản STD. Đây là một phiên bản có mức giá niêm yết đề xuất của nó là 739 triệu đồng. 739 triệu đồng nó cũng chính là cái chiếc xe trước mắt của quý chị các bạn đây. Với phiên bản này thì sẽ giảm 140 triệu đồng dành cho quý chị các bạn. 140 triệu đồng tiền mặt nhá. Giá bán xe còn lại của nó có 599 triệu đồng thôi. Lại có tặng dán kính, vẫn có trải sàn và camera hành trình. Giá là 599 triệu thì chỉ bằng bản thiếu của mấy cái dòng xe ở phân khúc cỡ B, ví dụ như là Cresta hay là chiếc xe Kia Seltos thôi, đúng không ạ? Lăn bánh ở tỉnh của bản STD này sẽ là 676 triệu. Ở Hà Nội là 710 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 695 triệu đồng quý chị các bạn nhé. Ở tỉnh là 676, ở Hà Nội là 710 và thành phố Hồ Chí Minh là 695 theo phương án trả thẳng của bản STD. Trả góp của nó thì ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 197 triệu. Hà Nội tối thiểu sẽ là 231 triệu và thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 217 triệu đồng quý chị các bạn ạ. Tỉnh là 197, Hà Nội là 231 và thành phố Hồ Chí Minh là 217 theo phương án trả góp. Phía trên bản STD đó là phiên bản Luxury. Bản Luxury của nó thì đang có mức giá niêm yết đề xuất tại thời điểm này là 829 triệu và giảm giá cho phiên bản này 150 triệu đồng quý vị các bạn nhé. Có nghĩa rằng sau khi trừ như vậy, giá xe còn lại của nó có 679 triệu đồng thôi. 679 cho một chiếc xe cỡ C, option của cái những cái dòng xe MG phải nói là không phải lăn tăn luôn, đầy đủ hết. Giá như vậy thì lăn bánh ở tỉnh của nó sẽ là 764 triệu, ở Hà Nội là 801 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 785 triệu đồng quý chị các bạn nhé. Tỉnh là 764, Hà Nội là 801 và thành phố Hồ Chí Minh là 785 với bản Luxury này. Nhiều anh chị khách hàng có hỏi nhanh là nó hơn gì so với cả phiên bản STD. Thứ nhất là về mức tiền của nó hơn. Giá này mà sau khi trừ khuyến mại như thế này nó cao hơn là 80 triệu. Thì nó có thêm một vài cái, ví dụ như là cái ghế của nó là ghế lái của nó là ghế điều chỉnh điện với cả cái phiên bản Luxury này rồi. Nó có được trang bị sạc không dây với bản Luxury. Cái bản Luxury này, cái gương của nó ở bên trong ấy, gương bên trong ấy thì là gương chống chói tự động rồi. Ngoài ra nữa thì nó, cái cam của nó là camera 360 độ luôn, không phải cam lùi bình thường nhá, mà là cam 360. Cảm biến của nó thì là xung quanh xe luôn, cả trước cả sau, chứ không riêng gì đằng sau như cả phiên bản STD. Lên cái phiên bản Luxury này thì có 6 túi khí rồi. Lên cái phiên bản Luxury này chúng ta được trang bị là ghế da rồi, thay vì ghế nỉ anh chị ạ. Đó là những cái sự khác biệt cơ bản nhất. Tiếp theo quay trở lại với cái mức giá thì bản RX, cái bản Luxury này thì nếu mà trả góp thì ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 224 triệu. Thì còn ở Hà Nội tối thiểu bỏ ra là 260 triệu và thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu bỏ ra là 244 triệu đồng quý chị các bạn ạ.
tỉnh là 224, ở Hà Nội là 260 và Thành phố Hồ Chí Minh là 244 theo phương án trả góp. Đó là hai sự lựa chọn những cái chính sách ưu đãi của cái dòng xe MGRX5 tại cái thời điểm cũng là dịp đầu tháng 4 năm 2024 này mà Top Car VN cập nhật. Vậy thì nếu anh chị chúng ta đang quan tâm, chúng ta đang cần tìm một cái chiếc xe option đầy đủ, không gian bên trong cũng rất là rộng rãi thoải mái, một cái chiếc xe mà mang lại cái cảm giác lái với máy turbo, hộp số ly hợp két ướt, thì hãy gọi giúp mình theo cái số hotline ở ngay bên dưới góc trái màn hình đây. Ở miền Bắc thì nhờ quý chị các bạn hãy gọi hotline miền Bắc, và ở miền Nam thì nhờ quý chị các bạn hãy gọi hotline ở miền Nam. Và nhân tiện cái video này, những anh chị nào, những khách hàng nào chúng ta đang có nhu cầu nâng đời xe, bán cái chiếc xe cũ mà chúng ta đang sử dụng, thì nhờ các bạn hãy gọi cho cái số hotline 0979 362 118, 0979 362 118 quý chị các bạn nhé, để có thể định giá, báo giá một cách chuẩn xác nhất về chiếc xe chúng ta đang cần bán. Cuối cùng, hãy nhớ đừng quên nhấn like và nhấn đăng ký kênh. Xin chào ạ.